Ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giê-xu gọi lại và bảo: "Này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền." Rồi người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-xu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có 6 ngày để làm việc thì đến và xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát." Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát ai trong các người lại không cởi dây dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Abraham, bị Sa-tan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao?" Nghe người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là thứ hai trong tuần 30 thường niên, ngày 24 tháng 10 năm 2022. Lề luật nhằm giải thoát con người khỏi mọi trói buộc của tội lỗi và tật xấu. Luật thánh hóa ngày Sa-bát, nay là Chúa Nhật cũng thế. Tuy nhiên, một cách hiểu luật và giữ luật một cách vụ luật khiến cho luật trở thành xiềng xích và con người trở thành nô lệ. Chúa Nhật là ngày của Chúa. Trong ngày đó, chúng ta phải ca tụng tạ ơn Chúa vì đã giải thoát chúng ta. Chúng ta phải quan tâm giải thoát chính mình khỏi mọi thứ xiềng xích xấu xa đang trói buộc. Và cũng phải quan tâm giải thoát người khác khỏi lao nhọc, buồn khổ. Một mẫu truyện rất ngắn có nhan đề Tính Cách của tác giả Nguyễn Thị Hoài Thanh, đăng trong 40 truyện rất ngắn xuất bản năm 1994, có nội dung như sau: "Mẹ tôi luôn chai lì trước cán cân cơm áo, nhưng mẫn cảm trong nghệ thuật. Những nước mắt tình buồn phim ảnh, những sụt sùi số phận cải lương, bà đều hồn nhiên ăn theo một cách ngon lành. Có lần cha tôi nói giỡn, coi chừng trôi tivi. Một hôm đang bữa ăn, bỗng nhiên mẹ tôi hớn háo phớt ra, chặn đường em bé bán trứng vịt lộn. Mày biến đi đâu thế? Có chui xuống đất rồi cũng gặp tao. Bà vừa nói vừa dằn muỗng trứng đếm lấy trừ nợ. Dì ơi, cho con khất, mẹ con còn ốm. Mẹ tôi cười, nhà này cũng đang ốm đây, khỏi bẻo mép. Con bé chân hững lã chả nước mắt, nhìn cái mũng không, rồi bưng lên siêu vẹo bước đi. Cha tôi cám cảnh, rút mùi xoa chấm mắt. Lâu lâu tivi phát vở kịch, cô bé nghèo bán trứng vịt bị xiết nợ. Lúc ấy mẹ tôi lại khóc, còn cha tôi thì cười." Người ta dành nước mắt cho những vở kịch trong phim ảnh, trên sân khấu, hơn là cho những chuyện xảy ra hàng ngày trước mắt. Người ta xót xa trên môi miệng hơn là những hành vi cụ thể. Vào thời Chúa Giê-xu, những người biệt phái cũng có lối sống như thế. Họ nhân danh lề luật, nhất là luật ngày Sa-bát, để biện minh cho thái độ sống ích kỷ của họ. Lòng nhân từ, bao dung của Chúa không bị giới hạn bởi những luật lệ. Chúa dạy chúng ta không nên giữ luật một cách máy móc, nhưng trên hết phải tôn trọng công bình và có lòng thương xót. Ông trưởng hội đường đã quá chú trọng tới việc tuân giữ lề luật, đến nỗi đã phản đối Chúa, không chấp nhận việc chữa bệnh của Chúa trong ngày Sa-bát.
Mặc dù trong ngày sa bát người ta sẵn sàng cứu một con vật, nhưng lại để cho một người bệnh suốt 18 năm phải tiếp tục đau khổ. Quả là vô lý và giả hình. Vì hóa ra họ xem mạng sống con vật quý hơn sự sống con người. Còn chúng ta thì sao? Biết bao lần chúng ta đã cố gắng chu toàn mọi thứ lệ luật, nhưng lại dửng dưng với những nỗi đau khổ của anh chị em chung quanh. Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim biết yêu mến, biết thương xót và quảng đại, giúp chúng ta biết giữ luật với tất cả lòng yêu mến. Xin Chúa cho chúng ta biết đối xử với anh chị em của mình bằng tình thương chân thành. Xin Chúa cho chúng ta có con tim nhạy bén để kịp thời nhận ra những thiếu thốn, những nỗi đau khổ nơi anh chị em. Xin Chúa cho chúng ta mau mắn tỏ lòng thương xót anh chị em và đừng khi nào bỏ qua một cơ hội sống bác ái. Amen.